làm đàng hoàng, nói quay phim gửi qua Trung Quốc cho anh biết, bán thận luôn á. Có cái xài đâu mà bán. Ông giờ thận hư mẹ tới còn luôn nữa. Anh biết. Dâm hư thận. Ừ, ra dâm hư thận rồi còn thận rồi nữa. Mình cái gì cũng có hết. Rồi cái gì cũng có thôi. Hư mẹ tơ. Tim gan rồi bỏ thận thiết gì cũng xài được cái nào. Còn dở hư cái tơ. Trời trái này 39 chắc trái của mình 29 thôi. Tính bình quân tính độc 39 triệu. Qua cái thằng kia đó 4,7 kia. Không có nhà ông kia đúng 5 kg luôn. Kinh thật. 5 kg 2 chứ. 5 kg 2 á. Quân trong trên vườn á. 5 kg 2. Bình quân trên vườn đó, không phải bình quân trên tọt đâu. Lại vợ chủ vợ mua mà khóc luôn mà. Khóc luôn chứ đâu có. Đâu, cái thao bóc muối, thao bóc muối. Khen mà. Khen. Khen luôn mà. Khen nó lúc cắt rồi. Bình quân to thế, trái trên vườn 4 kg. Rồi, nó khen quả to là đúng rồi. Mà thơm nữa gì. Ông này là ghi cho thằng thằng ký cái để nó ăn. Mì đây, bắt cá đâu rồi. Nhưng mà làm quà thì người ta thích quả to chứ. Không có. Quà cho mình quả to mình thích. Tôi nghĩ là Trung Quốc bây giờ nó làm quà nhiều. Ở đây dùng nhà như anh làm anh nhanh có bắt tay. Đâu rồi ai ghi hộ qua rồi. Đây. Cứ đọc lên chị đọc mã lên người ta ghi thôi có gì đâu. Rồi cho anh tự nhiên chanh chưa. Ông cứ làm rồi quá các bạn anh no no thì mới làm được. Không làm thì ăn thế này nhất rồi. Cái này còn nhỏ quá, nó này nhỏ. Rồi, nhà nước 4.000 trái, nằm vào khoảng 16 tấn. Đúng đấy. 14 tấn. Rồi cứ để đây, cái nào bẩn quá thì chủ nhà xịt thôi. Không có cái gì mà khó. Nhà. Thôi 14 tấn thì tao lọc mua lại vật này được này. Tại vì có thể ấy này, 14 tấn. Ôi, chủ nhà bán 14 tấn hả? Chị Sinh? Mua được. Chị Sinh à? Sinh ạ. Bán 14 tấn hả? Sinh bán không? Có hối hận không? Bán là mua đó. Cười trừ rồi kìa. Gớm. Không, ta chỉ sợ bọn mày nốt cái này. Không, rồi chị ơi. Đã buôn bán thì này ăn nó chịu, không có lo gì hết á. Còn mất giá rồi mà sao? Có gần đầu không thì cho mất đại có khoảng nửa tiếng để tao đi xoay tiền. 14 tấn này. Bắn luôn chứ sao phải xoay mày? Không, mất đầu số tiền 14 tấn một lúc thì cũng phải đi xoay đấy. Thì bây giờ mày đủ rồi gì? Không, bây tao alo là có. Ờ, thế là được, thế là ok. Chắc chắn rồi. Tao bây giờ tao cứ trả 14 tấn dưới. Bây giờ là trừ qua. Đại em à, tí nữa đại giờ lỗ rồi đại về đại vợ chồng lại mắng nhau. Thôi cái chuyện đó là chuyện của em, chị không phải lo. Nhà nó phải nhau quen rồi. Đó đây có vui không mà đừng. Cân sầu riêng chưa bao giờ xóm này cười như nên xô. Tôi thua cười mà thắng cũng cười. Chứ không nghe thì không nhớ là năm nay cách ngày nào. Quay rồi. Cứ quay phát là Facebook có nhớ chưa? Facebook nhớ chưa? Đúng rồi, mai mốt nó kỷ niệm mà. Không, nhưng mà tính ra nhiều lúc mình ghi không được ấy thì mỗi lần mình vãi phân hay mỗi cái gì cái con chảo tí mình quay tí là hôm nào nó nhắc mình được ấy, đúng không? Có một năm nó nhắc một tháng không? Hả? Năm. Thì một năm thì sang năm sau. Không, nhưng mà đã xác định làm. Sang năm sau thì đến vụ khác cái gì? Muốn làm chuẩn thì không có kỹ thuật thì tốt nhất là ghi lại. Qua đấy bị bảy cái bắt này. Cứ bỏ đi. Mình đây sống cũng không ấy mà. Đúng rồi. Mình cứ thoải mái thì người ta cũng thoải mái. Kỳ lắm. Nó sao kỳ anh, cái lý do nó sao anh? Nó bị... chim là đang lỗ không? À. Lỗ là không mấy không được, người ta kỳ đó. Sau gầy không kỳ mà kỳ cái đó. Lứt quả sao nó bù lại đấy hả? Năm 2, năm 2, năm 2.
như vừa 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 đi anh lại mua vừa như cái tán nhỏ đi một tháng này tán 50 kg vậy tôi bán rồi tôi dài cho nhà này cũng chưa nó ăn chia lại là không bao giờ đâu chứ đói nó ăn được rồi đúng không đâu dám chê cho ăn rồi đâu dám chê đi về lại về nãy cho ông cái tí mắm đâu rồi cho con ăn hả sao đâu? Về thêm cái đó kìa, đâu dám chơi chơi mấy món vô đâu cho ăn nữa. Nhà cá. Anh nhìn mặt năm mươi cua chưa? Sang là bắt được cái đó. Nhớ là sang là phải đi theo đó. Thì đón chim anh với. Sang năm kiểu gì bạn phải đi theo đa số chứ Toán nhá. Anh em mình chết có nhau. Hả? Là sao? Vừa thiếu. Nếu mà nó mua là hai cái. Nó vẫn là đồ vặt. Nó không đủ đủ. Của mình được. Không. Mà chồng không hai vợ chồng vì vặt bạc rồi cũng bảo là ở năm nay cũng ấy cũng như thế là tỷ mấy đấy cũng ấm rồi thôi. Không, nhưng mà cân nhắc rồi chứ hả? Người mua ấy. Nếu mà nó mua được thì nó mua cả làng rồi. Không có mấy cái chưa nợ bơ qua không khai ông đào nhỉ ông đào cứ như cái thằng đấy chạy qua đánh mua được bốn ông đào đấy nó là những người thế là mình không nó cho nghe cái tư cách của nó ban đầu là chó đã không không bao giờ muốn bán rồi cực kỳ khó luôn nếu bán vậy là mình kể cả mình bán có thuận lợi đi chăng nữa nhưng mà nó phức tạp lắm nó đã liên quan đến quy cách rồi. Quy cách. Cái đây nó đếm cả gai thì thực ra là nó không đếm nhưng mà nó làm nó như là nâng cao tầm quan trọng hóa vấn đề. Cứ như là mỗi năm này có nhiều riêng như vậy. Sai rồi, chắc tao đâu kìa tao sai. Tăng ăn, tăng ăn. Tài trong nhà ở trên xe đó. Nhiều lớp. Để chất 10 lớp đi. Ông kêu chắc mẹ nổi xe bỏ lại ông giải quyết. Đủ rồi, thế thôi. Đội ra chỉ làm thế thôi, đội đủ công rồi nha. Cái đạt công là nghỉ rồi đúng không? Không phải đủ công thì lơ. Đủ công ra chứ phải. Đủ công ra. Đủ em rồi. Đấy. Đủ em đang nhiều đủ công.